Hello nha. Thì trong cái video hôm nay á, mình sẽ làm một cái video là về vấn đề là kiếm tiền online. Thì rất là nhiều anh em hỏi mình là bây giờ muốn không muốn đi làm công ty nữa, rồi là thì hiện tại đang làm sinh viên thì muốn làm thêm. Thì, công việc hiện tại nhàm chán quá, muốn tìm công việc mới. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết một cái cách kiếm tiền, có thể mọi người đã nghe rất là nhiều rồi, thấy bạn bè mình làm hoặc là trên mạng nói, rồi người kia nói đó là kiếm tiền online. Thì thấy anh em kêu là kiếm được nhiều lắm, nhiều vừa rồi là nhàn thế này thế kia, thì hôm nay mình sẽ cùng review một chút về đó là những cách kiếm tiền mà bền vững nhất ở trên môi trường internet, kiếm tiền online. Thế còn ngoài ra thì mình nói luôn đó là có vô vàn cách kiếm tiền và cái gì cũng có thể kiếm được ra tiền ở trên môi trường internet nha, cái gì cũng kiếm ra tiền hết. Và vô vàn cách, có những cách kiếm được rất là nhiều, có những cách kiếm thì được ít, và những cách thì kiếm ăn sổi, tức là chỉ kiếm trong vài ba ngày. Có những cách thì có thể giúp mọi người kiếm tiền lâu dài và có thể coi đó là một cái công việc thực sự. Thì hôm nay mình sẽ chỉ nói đến những cái cách mà mình cho rằng là nó có thể giúp các bạn coi nó là một công việc và nó mang tính ổn định lâu dài, giúp các bạn có thể được nghỉ công ty để làm được, hoặc là chuyển hướng hẳn cái việc kinh doanh của mình sang, dẹp tất cả qua để làm được á. Thì hôm nay mình sẽ nói. Thì mình cũng đã từng tham gia MMO, tức là kiếm tiền online này từ rất là lâu rồi, và trải qua rất là nhiều cái lĩnh vực, ví dụ như là làm YouTube hay là làm offer, để làm rất là nhiều cái, làm affiliate nhiều cái, kể cả năm trước mình có làm về Bitcoin rồi đào coin các kiểu, làm rất là nhiều cái rồi. Và mình đúc kết lại là cuối cùng á, thì vẫn cứ phải đi tìm một cái con đường làm thực sự là nó bền vững thì mới coi nó là một cái nghề được. Chứ còn nếu mà các bạn cứ chỉ là kiếm ăn sổi hoặc là lang thang trên mạng lượn lờ xem là dạo này trend cái gì, làm cái gì, làm cái gì á, thì nó hơi cực một chút. Thì thay vì đó thì các bạn nên tìm những cái mô hình, những cái cách mà kiếm tiền online nó bền vững hơn, và mình có thể mất rất là nhiều năm mình xây dựng nó. Mình xây dựng nó chẳng hạn như là các bạn có thể mất ra nửa năm đến một năm các bạn xây dựng, nhưng sau đó các bạn sẽ nhận được những thành quả nó xứng đáng. Cũng như cái việc mà các bạn đi học đại học thôi, các bạn bỏ ra 4 năm, 5 năm để đi học đại học, để sau đó ra trường mới có được cái mức lương ổn định, đó là 4 đến 5 triệu một tháng. Vậy thì không có cái cớ gì mà các bạn không có thể bỏ ra vài ba tháng. Môi trường internet cực kỳ nhanh nhé, chỉ cần vài ba tháng là các bạn đã có những cái mức thu nhập ổn định là 4 đến 5 triệu rồi. Trong khi đó mà các bạn làm những việc kia các bạn mất hàng năm rồi. Thì các bạn nên suy đầu tiên đó, là mình phải suy nghĩ nó thật là chín chắn và coi nó thực sự là một cái công việc và dành thời gian cho nó thật là nhiều. Đủ. Đó, khi mà các bạn đủ kiến thức, đủ kỹ năng rồi, đủ kinh nghiệm rồi, thì lúc đó kiếm tiền mới dễ được. Còn cái lúc đầu các bạn làm nó có thể chưa ra tiền. Mình ngày xưa mình làm học việc, kể cả hiện tại giờ mình đang làm mạnh nhất là bên mảng Shopee. Thì trước khi mà mình bán được hàng bên Shopee á, mình cũng làm rất là nhiều và không bán được hàng á. Nhưng mà lúc đó thì mình làm chỉ là để tích lũy kinh nghiệm thôi, tích lũy kinh nghiệm kỹ năng thôi, để sau đó bắt đầu mình làm, bắt đầu nó vào quy trình, hệ thống mình ổn định, nó cứ đều 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 như vậy thôi. Còn lúc đầu là mình chỉ để tích lũy kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho cái bản thân của mình thôi, chứ mình chưa có nhu cầu có thể kiếm được rất là nhiều tiền ngay lập tức được. Giống như các bạn đi học cứ đang học sinh viên sao kiếm ra tiền ngay lập tức được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn luôn. Thì đầu tiên á, thì cái việc kiếm tiền online này các bạn nên nên chuẩn bị một số thứ như sau. Thứ nhất là cần một có máy tính nhé, không cần máy tính khỏe nhưng mà cần có một máy tính phù hợp với lại công việc các bạn định làm. Chẳng hạn các bạn chỉ bán hàng online thôi thì các bạn chỉ cần yêu cầu một cái máy tính bình thường, nhưng nếu các bạn muốn kiếm tiền trên YouTube thì các bạn phải có một cái máy tính cấu hình cao hơn một chút để có thể render lại video hoặc có thể edit video nó thoải mái nhất đấy. Thì ngoài ra thì các bạn phải có cái quỹ thời gian khá là nhiều, chứ không phải là cưỡi ngựa xem hoa, các bạn bỏ ra 1 2 tiếng một ngày mà có thể giúp các bạn có những cái thành công hoặc là những cái bước để vọt ở trong doanh số hay là bán hàng hay là kiếm tiền được nhé. Các bạn phải ngay từ đầu các bạn phải nghiêm túc cho mình có đấy. Thì mình có tổng hợp lại những cái cách mà để kiếm tiền online á, bền vững nhất á, thì mình thấy là có ba cái. Cái việc đầu tiên là kiếm tiền từ quảng cáo, và cái việc thứ hai là kiếm tiền từ cái việc của bán hàng, và cái việc thứ ba đó là kiếm tiền từ cái việc mà chúng ta đi làm dịch vụ đấy.
thì có ba cái này mình cảm thấy là nó bền vững nhất, và theo cái kinh nghiệm của mình đó là nó sẽ đi lâu dài được với các bạn và gọi con nó là một cái nghề được trước giờ vẫn vậy. Ok, thì cái việc đầu tiên đó là kiếm tiền bằng quảng cáo. Thì như các bạn biết đó là quảng cáo marketing thì xưa nay vẫn vậy, lúc nào cũng rất là cần và không bao giờ có chuyện mất đi, nó chỉ có thay đổi phương pháp thôi. Chẳng hạn như ngày xưa là chúng ta sẽ marketing phát tờ rơi ở chợ, thì bây giờ chúng ta sẽ lên các group, các nhóm, các cái sàn thương mại điện tử chúng ta bán, chứ không có bán ở chợ nữa. Thì ở đây á, các bạn có thể kiếm tiền từ quảng cáo nếu các bạn có những website mà nhiều người vào truy cập, nhiều người xem. Chúng ta phát triển theo hướng các bạn viết những website, viết những cái trang web, những cái bài báo để người đọc người ta vào người ta xem và các bạn bán quảng cáo trên đấy. Cái cách thứ hai á, Đấy là làm YouTube. Thì làm YouTube tức là làm video á, làm video cho mọi người xem. Các bạn có thể tìm những cái giống như là cái gì mà mình thích, cái gì mà mình giỏi, các bạn làm, các bạn giới thiệu cho mọi người, hướng dẫn lại mọi người làm vlog để mọi người xem. Thì những cái video như vậy thì YouTube nó sẽ đặt quảng cáo vào và nó trả tiền cho các bạn. Hoặc là các bạn có những cái fanpage, hoặc là có những cái group, những cái nhóm ở trên Facebook á, cái đó cũng có thể là những cái nguồn traffic rất là lớn để giúp các bạn có thể bán được quảng cáo. Hoặc là các bạn có những cái Facebook cá nhân, tức là cái profile của mình ấy, là một hot girl này, hot boy, hoặc là một cái văn nghệ sĩ nào đấy hot chẳng hạn, các bạn cũng có thể bán quảng cáo với fanpage, những fan lớn, với fan ví dụ như là Bet TV hay cái gì nhỉ, bet.vn này, rồi không sợ chó này, mấy cái page lớn vậy họ bán quảng cáo rất là khủng. Các bạn có thể xây dựng những cái page như vậy để có thể kiếm tiền được. Tiếp theo là các bạn có thể kiếm tiền từ các mạng xã hội, video ví dụ như là TikTok này, Bingo này, rất là nhiều những cái mạng xã hội dạng dạng như vậy á, thì nó cũng sẽ mang lại cái nguồn traffic rất là lớn, tức là cái lượng người xem rất là lớn á, đều có thể kiếm tiền bằng cái việc mà chúng ta đặt quảng cáo ở đấy được. Đấy là cái đầu tiên, là cái hình thức mà kiếm tiền mà mình thấy là trước giờ là bền vững và thụ động nhất ấy. Khi mà các bạn có nhiều người xem rồi, khi mà những cái trang web, những cái kênh YouTube, những cái fanpage các bạn lớn rồi á, thì các bạn đăng cái gì, làm cái gì, cỡ gì cũng có rất là nhiều người xem. Tiếp theo đó là cái việc bán hàng. Thì cái này á, có hai cách. Một là các bạn có thể tiếp thị liên kết, hai là các bạn có thể kinh doanh online. Thì tiếp thị liên kết thì nó là gì? Tức là tiếp thị liên kết tức là các bạn mang sản phẩm của người ta đi bán, tiếp thị cho người ta, và khi mà các bạn bán sản phẩm đó thì người ta sẽ chiết khấu 1% cho bạn. Thì cách tiếp thị liên kết thì hiện tại cũng là một trong các cái phương pháp kiếm tiền mà có thể nói là cực kỳ là hot ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới á. Các bạn có thể kiếm được tiền hoa hồng từ việc bán sản phẩm cho người ta mà không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng vốn nào. Khi mà các bạn có một cái kênh YouTube chẳng hạn, có nhiều người xem, các bạn có thể bỏ những cái link tiếp thị liên kết vào và các bạn review cái sản phẩm đấy chẳng hạn. Thì khi các bạn khách hàng họ vào họ xem á, xem cái kênh YouTube của bạn, họ thấy thích sản phẩm thấy hay, họ có thể bấm một cái link link tiếp thị liên kết này và họ mua sản phẩm, thì bạn sẽ nhận được tiền đấy. Chứ không hẳn là cứ phải là làm YouTube có phải liên kết GA hoặc là làm quảng cáo YouTube mới kiếm tiền đâu, rất là nhiều cách. Thì cái việc tiếp thị liên kết này ngoài ra các bạn có thể bán rất là nhiều thứ nhé. Ví dụ như các bạn có thể bán cho tiếp thị liên kết cho Lazada này, Shopee này, rồi ở Việt Nam á, còn nước ngoài có thể Amazon, rồi tiếp thị liên kết những thứ những cái ví dụ như là sản phẩm số, hoặc là hosting domain đấy, những sản phẩm số, hoặc là các khóa học, nhiều cái để mà tiếp thị liên kết đó. Tiếp theo đó là về kinh doanh online. Kinh doanh online giống như mình đang làm, mình đang xây dựng hệ thống kinh doanh online á, tức là các bạn bán hàng online. Thì bán hàng online thì các bạn có thể nghĩ đơn giản thôi, tại vì chắc là các bạn nhìn thấy rất là nhiều rồi, đó là nhập hàng về và bán thôi. Các bạn chạy quảng cáo Facebook này, chạy quảng cáo Google này, rồi là livestream này, là những cách để mình có thể kinh doanh online. Thì kinh doanh online khi mà các bạn xây dựng được một cái hệ thống bán hàng tự động, ví dụ các bạn có một con chatbot hoặc là hệ thống fanpage bán hàng tự động rồi đó, thì nó cũng sẽ là những cái kênh giúp các bạn kiếm tiền online rất là bền vững và lâu dài, coi là một nghề được. Mình thấy các anh chị làm có những cái mức thu nhập rất là khủng và lượng đơn rất là khủng, có thể là nghìn đơn một ngày, nhờ những cái hệ thống cũng như chatbot này, rồi hệ thống marketing online này, hệ thống auto này. Thì trong tất cả những cái mình nói luôn, trong tất cả những cách kiếm tiền mà mình nêu lên ở hôm nay á, thì nếu các bạn nào mà quan tâm đến phương pháp nào thì các bạn có thể
comment ở dưới nhá, comment ở dưới video này. Mình nếu mà cái phương pháp nào mà có nhiều bạn hỏi á, thì có thể mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền bằng cái phương pháp đấy. Mình cũng có khá nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc mà kiếm tiền online này rồi. Thì bạn nào mà cần, ví dụ như các bạn muốn hỏi về cái thị liên kết chẳng hạn, thì nếu mà nhiều người hỏi thì mình sẽ làm dần 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 dần. Mục tiêu của mình cũng muốn là làm tất cả các tip, các tốt và các hướng dẫn về về cách kiếm tiền cho các bạn cơ, nhưng mà mình sẽ ưu tiên những cái nào mà nhiều người xem và nhiều người thích nhất, nhiều người yêu cầu nhất trước, sau đó mình còn cái kia mình sẽ làm sau. Đó, tiếp theo là đến cái phần dịch vụ. Thì ngoài cái việc mà các bạn có thể là tự làm trong cho mình, tự xây dựng hệ thống bán hàng rồi hệ thống affiliate rồi hệ thống free traffic để mà bán quảng cáo, thì các bạn cũng có thể làm dịch vụ. Rất là nhiều bạn bè mình chỉ có làm dịch vụ từ trước đến giờ, có thể họ làm gần gần chục năm, mà có người làm hơn cả chục năm rồi cho lĩnh vực chỉ có làm cái dịch vụ thôi. Khi mà các bạn có một cái kỹ năng gì đấy mà nó trở thành master ấy, tức là rất là giỏi rồi á, thì bạn có thể làm một cái công việc dịch vụ, chẳng như chỉ là cái việc đăng ký Gmail rồi. Nhưng khi mà bạn đạt cái trình độ đăng ký Gmail nhanh, một ngày bạn có thể đăng ký được 100 cái Gmail, thì lúc đấy cũng trở lại một công việc, bởi vì mình cũng không phải mua những Gmail, chẳng hạn như là một Gmail hiện tại giờ đang có giá tầm 2.000 một cái, rồi đăng ký nick Facebook, Gmail, Zalo, rất là nhiều việc. Đó là làm dịch vụ nhé. Rồi là các bạn có thể biết, các bạn có thể lập trình web này, xây dựng phần mềm, thiết kế quảng cáo, logo, SEO, rất là nhiều dịch vụ. Ngoài ra thì hiện tại giờ đang hot cái kiểu là làm công việc tự do, một cái freelancer, tức là khi mà người ta thuê cái gì thì mình làm ở đấy á, và người ta sẽ trả công cho mình chẳng hạn như là mình đang muốn làm một cái website chẳng hạn, mình sẽ lên cái trang web đó và mình sẽ nêu yêu cầu của mình ra là mình cần là một website bán hàng, và mình định bỏ ra 10 triệu chẳng hạn. Thì các bạn khác, những người đang làm công việc tự do làm dịch vụ, họ sẽ vào và họ comment, họ hỏi xem là giá nào được và ai nhận làm. Nếu mà nhận làm thì cái website nó sẽ đứng là nó trung gian giúp mình để mình thực hiện cái dự án đấy. Ở Việt Nam rất là nhiều người làm, và cái này lương cực kỳ cao nhé, lương có thể lên đến 100 đô một giờ nếu mà làm bên nước ngoài á, 50 đô đến 100 đô một giờ đó, nhiều tiền lắm. Ok, thì đó là ba cái cách mà mình nghĩ là nó thực sự nó là kiếm tiền online, thực sự nó là một cái nghề để anh em dành thời gian, công sức, tâm huyết đầu tư và theo đuổi nó. Có thể bây giờ anh em chưa kiếm được tiền, hoặc là có thể lúc đầu rất là khó khăn, nhưng mà sau này sẽ sướng, sau này sẽ hệ thống mà nó ổn định rồi ấy, thì mình nhàn thân và làm việc gì cũng vậy thôi, thì mình cũng cần phải đầu tư mà. Vậy nên là anh em mới cố gắng nhá. Thì bạn nào mà thấy video mình hay có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Và nếu mà có cái bất kỳ một cái thắc mắc hay là mong muốn gì, hay là anh em muốn hỏi han cái gì, cần hỗ trợ cái gì, anh em có thể liên hệ với Facebook của mình luôn luôn để Facebook ở dưới phần mô tả video này nè, hoặc là anh em có thể comment lên đây. Ok, bye bye anh em, thì rất là cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video này nhé.